chào các bạn, mùa cưới đang đến rất gần rồi. Chắc hẳn rất nhiều các nàng dâu tương lai đang háo hức tìm cho mình những bộ váy cưới lộng lẫy và đang băn khoăn lựa chọn cho mình những tông make up phù hợp nhất. Thấu hiểu nỗi lòng của các nàng dâu, và hôm nay Mai Phan sẽ chia sẻ với các bạn một tông make up trong suốt, hay còn được gọi là make up xương xương, mà được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích nhé. Đầu tiên, Mai Phan sử dụng nước xịt khoáng 3CE. Sản phẩm này có tác dụng cấp nước và cung cấp độ ẩm tối ưu cho da, giúp dẫn các bước kem dưỡng lót nền được thẩm thấu nhanh hơn và mịn mượt. Với làn da khô như thế này, Mai Phan sẽ chọn kem dưỡng Clinic Lotion, dòng sản phẩm dành cho da khô. Với kem dưỡng ẩm, chúng ta sẽ chấm đều lên khuôn mặt và sử dụng tay, thoa đều, vỗ nhẹ để cho kem dưỡng được thẩm thấu lên da một cách nhanh nhất và tốt nhất. Bước tiếp theo, Mai Phan sử dụng kem lót nâng tông da của hãng Enizo. Sản phẩm này được sản xuất tại Hàn Quốc. Kem lót trang điểm dạng lỏng với công thức đặc biệt, không dầu, nhẹ nhàng, tạo nên một lớp phủ hoàn hảo với tính năng ổn định cao cho các loại da. Chúng ta sử dụng cọ, tán đều kem lót từ giữa má đi ra khắp khuôn mặt. Sau khi tán đều kem lót khắp khuôn mặt, Mai sẽ sử dụng kem nền Clinic Super. Nó sẽ giúp cân bằng độ ẩm cho da và tạo nên lớp trang điểm thông minh với độ che phủ có thể điều chỉnh được, cung cấp độ ẩm và hút dầu ở những vùng da cần thiết, giúp lớp trang điểm bền màu, lâu trôi, phù hợp cho nhiều nhóm da mặt khác nhau. Mai Phan dùng cọ tán đều kem nền từ trong ra ngoài gương mặt. Chú ý, vùng hai bên bọng mắt, các bạn nên dậm kem nền thật là mỏng để không bị hằn nếp nhăn. Sau đó, dậm bông nhẹ nhàng khắp khuôn mặt để cho lớp nền của chúng ta thật là mịn và chắc nền. Tiếp đến là kem che khuyết điểm Kulin sẽ giúp Mai Phan che đi những vết thâm nám còn sót lại trên da mặt. Sau đó, mình tan má hồng cho hai bên gò má. Lúc này chưa phủ phấn nên màu má sẽ bám giữ màu tốt hơn. Các bạn chú ý dùng cọ chấm nhẹ tay để phấn không bị bết cục lại. Màu má sẽ được đặt vào giữa gò má và tán xéo lên thái dương. Và thế là ta đã có được đôi gò má ửng hồng trên gương mặt xinh đẹp của các cô dâu rồi. Phấn màu nâu sẽ được dùng tạo khối cho hai bên xương hàm, thon gọn và tạo cho vùng góc dưới xương gò má hóp nhẹ lại, giúp cho gương mặt thon gọn và thanh tú hơn. Riêng phần sống mũi, Mai Phan sử dụng phấn khối Bobbi Brown có màu nâu tự nhiên. Tán nhẹ hai bên cánh mũi và tán theo dáng lông mày để tạo độ cao tự nhiên cho dáng mũi. Và phấn nhũ bắt sáng không thể nào thiếu được vì nó giúp cho gương mặt trở nên căng mọng hơn rất nhiều. Sản phẩm này Mai Phan sử dụng của hãng Fenty Beauty. Đây là dòng sản phẩm dạng kem phấn và khi tán lên da sẽ có cảm giác ấm như nước. Kem phấn này tiệp nhanh vào da giúp các vùng như sống mũi, xương gò má, nhân trung, cằm và trán sẽ bừng sáng và láng bóng như da của cô gái Hàn Quốc vậy. Và phấn phủ bột Chanel sẽ được phủ đều khắp khuôn mặt, giúp giữ cho lớp nền của chúng ta thêm bền màu và không trôi. Lông mày cũng không kém phần quan trọng đâu nhé. Với cặp lông mày mảnh và sợi lông mày nhẹ như thế này, Mai Phan sẽ sử dụng chì, tỉa đầu chì thật là mảnh và gẩy từng sợi điểm vào những vùng bị thiếu sợi lông mày. Chúng ta sẽ bắt đầu gẩy từng sợi từ đầu dáng lông mày đi ra đến hết đuôi lông mày để ta có được form dáng lông mày phù hợp với gương mặt. Hãy gẩy từng sợi theo hướng của lông mày mọc tự nhiên các bạn nhé. Sau đó,
Sử dụng mascara màu đồng, chuốt cho màu lông mày được nâu tây và đồng thời xếp lại dáng lông mày thật gọn gàng. Và như vậy là chúng ta đã có một cặp lông mày gầy sợi vô cùng tự nhiên rồi. Sau đấy chúng ta sẽ trang điểm cho đôi mắt thật là lung linh nhé. Đầu tiên, Mai sẽ sử dụng kem lót mắt giúp cho màu mắt được bám chắc và lên đúng tông màu hơn. Sau đó, sử dụng tiếp màu cam nhạt tán lên hết phần bầu mắt sao cho màu mắt thật là mỏng và mịn, không bị bệt màu. Tiếp theo, Mai sẽ sử dụng màu nâu đỏ tán 1/3 đuôi mắt để tạo độ sâu cho khuôn mắt. Phần này chúng ta nên dùng cây cọ nhỏ có sợi lông mềm, sẽ dễ dàng tán màu mà không bị bết. Chúng ta sẽ đặt màu vào đúng điểm đuôi mắt và đặt nghiêng cây cọ, tán nhẹ nhàng tán cho màu mắt được ôm hết vào khuôn mắt, ôm hết vào bầu mắt, sẽ giúp cho đôi mắt của chúng ta được sâu hơn và huyền ảo hơn. Sau đó, Mai sẽ sử dụng thêm một chút màu ánh hồng nhũ ngọc trai lên viền mi mắt, tạo thêm độ lung linh thu hút cho đôi mắt đó. Phải công nhận là bảng màu mắt Hura này toàn là những cái tông màu baby mà Mai rất là yêu thích. Sau khi tản màu mắt xong, Mai Phan sẽ sử dụng bút dạ kẻ cho đuôi mắt thêm sắc nét. Đầu tiên, chúng ta sẽ hướng đầu bút vào đuôi mắt và kẻ từ khóe mắt, kẻ xéo nhẹ lên từ 3-4mm tùy theo khuôn mắt. Sau đó chúng ta vẽ dần về phía bên trong của đầu mắt và chú ý chỉ vẽ bên dưới hàng lông mi thôi nhé để tạo độ sâu cho khuôn mắt. Sau đấy mình chuốt mascara, chuốt cho lông mi được dày và dài, đều giữ độ cong tự nhiên cho lông mi. Đặc biệt em mascara này không lem, không trôi, các bạn có thể thoải mái sử dụng cho những làn da dầu hay là xuống bể bơi đều được các bạn nhé. Sử dụng bút chì kẻ mắt đen mềm vẽ cho đuôi mắt dưới giúp cho đôi mắt được to tròn và sâu hơn. Tiếp theo là dán mí cho đôi mắt trở nên hai mí to tròn. Sau đó dán mi giả hoàn thiện đôi mắt cho cô dâu thật long lanh và biết nói. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm cho đôi mắt còn lại nhé. Và đôi mắt của cô dâu đã hút hồn biết nói rồi. Bây giờ Mai Phan sẽ tô son môi để hoàn thiện cho khuôn mặt nhé. Son dưỡng môi là phần không thể thiếu, giúp cho bờ môi thêm mềm mại và không bị hằn nếp nhăn. Với những tông make up sương sương trong trẻo như thế này thì chúng ta nên chọn những màu môi nhẹ nhàng như hồng nút, cam nút hay là cam đất và sẽ sử dụng thêm son bóng cho những khuôn miệng nhỏ thêm tươi tắn hơn. Bắt đầu sẽ là một chút son bóng được thoa hết viền môi, sau đó Mai sẽ sử dụng son hồng đất tan từ trong lòng môi, tan nhẹ nhàng, mỏng dần ra viền môi, giúp cho khuôn miệng cô dâu trở nên gợi cảm và đáng yêu hơn. Và cuối cùng, xịt khoáng mát sẽ giúp lớp trang điểm được tiệp vào da một cách tự nhiên và cũng đồng thời khóa lại lớp make up. Và Mai Phan đã hoàn thiện các bước make up cho cô dâu sương sương rồi nè. Tông make up này sẽ rất phù hợp cho các nàng dâu yêu thích sự nhẹ nhàng, tinh tế trong ngày trọng đại của mình. Chúc các cô dâu sớm lựa chọn được cho mình phong cách phù hợp nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Các bạn yêu thích Mai Phan thì hãy ủng hộ Mai Phan bằng cách đăng ký kênh của Mai Phan Makeup Artist và comment ý kiến của bạn bên dưới để Mai sớm trả lời các bạn bằng những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.